Thưa quý vị và các bạn, paraquat là một chất cực độc và là một hoạt chất có trong thuốc diệt cỏ được dùng trong nông nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, chỉ vì những bức xúc trong cuộc sống và công việc mà nhiều người đã sử dụng chất độc này để kết liễu cuộc đời. Theo ghi nhận tại các bệnh viện trên cả nước thì trung bình mỗi năm ghi nhận khoảng 1.000 bệnh nhân nhập viện do ngộ độc paraquat và tỷ lệ tử vong khi ngộ độc chất độc này là gần 100%. Tại Quảng Ngãi, chỉ tính riêng trong 2 tuần cuối tháng 9 năm nay, khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã tiếp nhận và điều trị 4 trường hợp ngộ độc paraquat. Và điều đáng buồn là tất cả trong số đó đều đã tử vong. Đây là một trong 2 trường hợp mới nhập viện tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh do ngộ độc paraquat. Bệnh nhân nhập viện trong trạng thái tinh thần tỉnh táo, không vật vã như sử dụng thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, chỉ cần uống một ngụm 10 đến 15ml thì tỷ lệ tử vong đã lên đến gần 100%. Bởi đây là hoạt chất có độc tố mạnh. Trong khi đó, hiện vẫn chưa có thuốc giải hay chữa trị đặc hiệu nếu ngộ độc loại chất này. Thuốc này không có thuốc điều trị đặc hiệu. Các cái biện pháp điều trị hỗ trợ hầu như là kết quả rất là thấp. Khi mà vào cơ thể thì thuốc này tác động độc hại trên tất cả các cơ quan như là hô hấp, để gây ra là ho ra máu, rồi là phù phổi cấp, rồi là cái kiểu ARDS, rồi sau đó là sơ phổi, thận thì gây suy thận. Tuần hoàn thì gây tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, tiêu hóa thì gây loét, tiêu hóa từ loét hàm, loét thực quản, cho tới cái viêm tụy cấp, rồi tổn thương gan, rồi thần kinh thì gây co giật, rồi cái nói chung là chết trong cái bối cảnh suy đa tạng. Hiện đã có 32 nước trên thế giới cấm lưu hành thuốc diệt cỏ paraquat. Tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có quyết định loại chất nguy hiểm này ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật, nhưng lại gia hạn đến 2 năm, tức là sau tháng 2 năm 2019 mới chấm dứt hoàn toàn việc lưu hành. Do vậy, hiện tại việc mua bán hoạt chất này vẫn rất công khai, dễ dàng. Thuốc em mua đã? Ôm anh tập quá bán. Họ cũng bán, họ bán nhiều, ai ai cũng mua. Trước khi lệnh cấm lưu hành có hiệu lực thì người dân nếu có nhu cầu sử dụng trong nông nghiệp cũng cần lưu ý dùng với liều lượng vừa đủ, bảo hộ lao động kỹ khi phun thuốc. Ngoài ra lưu ý không để tồn dư loại thuốc này trong nhà, tránh những việc đáng tiếc xảy ra nếu ngộ độc loại thuốc có độc tố mạnh này.